Hallelujah. Dạ, xin cảm ơn tất cả quý vị. Dạ, chúng ta rất là được phước vì sáng nay các anh em của chúng ta ở trong đội thờ phượng đã dẫn chúng ta từ rất là nhiều cung bậc của cảm xúc, không quý vị? Tôi ngồi, tôi cảm thấy rất là ấn tượng, vừa phước hạnh mà cũng vừa cảm động về những cái clip mà chúng ta vừa xem. Dạ, và tôi muốn tất cả quý vị hãy nói người bên phải là hãy chuẩn bị cho ngày lễ hiếu kính cha mẹ cho tuần sau. Dạ, chúng ta sẽ có một buổi lễ để cùng chúc mừng ngày lễ mẫu thân. Nhưng mà chúng tôi muốn đó là ngày lễ mà chúng ta bày tỏ lòng hiếu kính của chúng ta đối với mẹ cha của chúng ta. Dạ. Kính thưa Hội Thánh, cách đây hơn một tháng, khi tôi về nhà, thì vợ tôi đã hỏi tôi một câu hỏi làm tôi bị sốc. Quý vị biết vợ tôi hỏi gì không ạ? Chắc chắn là cô ấy không có hỏi là anh có yêu em không? Thì cô biết là tôi yêu cô ấy rất là nhiều. Mình tự khen mình đi hả? Cái câu hỏi mà vợ tôi hỏi tôi làm cho tôi bị sốc. Quý vị biết vợ tôi hỏi câu hỏi thế nào không ạ? Anh, có điều gì Đức Chúa Trời không làm được không? Là một sư tôi trả lời ngay lập tức. Không điều chi mà Đức Chúa Trời không làm được. Quý vị đồng ý tôi không ạ? Vợ tôi nhìn tôi nghiêm túc và hỏi, suy nghĩ kỹ trả lời. Tôi hơi bị thót tim. Ồ, cái chuyện gì đấy? Không biết là mình trả lời sai có được ăn cơm không? Tôi hơi lo lắng. Nhưng mà tôi vẫn khẳng định, dù là vợ tôi nghiêm túc hỏi tôi cẩn thận trước khi trả lời, tôi nói, với Chúa mọi việc đều có thể, không việc gì mà Đức Chúa Trời không làm được. Ai đồng ý với câu trả lời này với tôi ạ? À? Tôi cũng trả lời như vậy. Nhưng đáp án của vợ tôi là anh sai rồi. Vậy là những người đưa tay là sai hết rồi đó. Tôi hỏi vợ tôi, ủa, em muốn nói gì? Chúa làm được mọi sự mà tại sao em nói là sai? Thì vợ tôi nói, anh, đúng là Chúa làm được mọi điều. Nhưng có một điều Chúa không thể làm. Tôi hỏi là gì? Thì vợ tôi trả lời là Chúa không hề nói dối. Chúa không thể nói dối và không hề nói dối. Wow, vậy là tôi không được ăn cơm rồi. Quý vị, tôi học được một điều. Đôi khi câu hỏi sẽ giúp cho chúng ta khám phá được chân lý. Đôi khi có những câu hỏi hay giúp cho chúng ta hiểu sâu hơn những điều cần phải hiểu. Thường thường thì chúng ta chỉ nghe một chiều, chúng ta làm theo một chiều, nhưng ít khi chúng ta hỏi lại. Và đối với văn hóa Việt Nam, khi hỏi lại thì đó là cái gì đó dường như là cắt cớ. Nhưng không quý vị, câu hỏi sẽ giúp cho chúng ta sâu sắc hơn, hiểu rõ hơn và tìm thấy rõ hơn những vấn đề. Và sáng hôm nay tôi cũng muốn học cách của vợ tôi. Xin hỏi quý vị một câu hỏi, cẩn thận trả lời coi chừng bị sai. Có phải tất cả mọi sự thờ phượng của chúng ta được Chúa tiếp nhận không quý vị? Ai nói được giơ tay lên. Trả lời chắc ai. Ai nói không được? Còn những người không giơ tay là không biết phải không? Có phải sự thờ phượng Chúa chúng ta lúc nào cũng được Chúa vô nhầm không? Có phải có nhiều người rằng có phải tất cả điều tôi dâng cho Chúa sẽ nhận hay không? Câu trả lời là chưa chắc. Dạ. Bởi vì có nhiều người cứ nghĩ rằng tôi đến thờ phượng Chúa là Chúa đẹp lòng. Tôi dâng của lễ, Chúa đẹp lòng. Tôi đi nhà thờ chắc chắn tôi được cứu. Chắc không quý vị? Wow, tôi thấy có nhiều người đang cảm thấy hoang mang vì không biết là đúng hay sai, phải không? Chúng ta cảm thấy lo lắng. Ủa, mục sư nói sao vậy? Tôi đi nhà thờ mỗi Chủ nhật mà. Mục sư nói sao vậy? Tôi cũng là thờ phượng Chúa mà. Để chúng ta có câu trả lời chính xác, tôi muốn quý vị chúng ta cùng mở ở trong Sáng Thế Ký đoạn 4, từ câu 1 đến câu thứ 7. Để chúng ta tìm xem coi
có phải tất cả mục sư thờ phượng, tất cả mục của lễ, tất cả những người đi nhà thờ đều sẽ được Chúa nhậm lời và được Chúa Ngài ban phước hay không? Xin mở với tôi trong Sáng Thế Ký đoạn 4 từ câu 1 đến câu thứ 7. Dạ, xin cảm ơn quý vị. Chủ đề mà tôi muốn cùng học với ông bà Chem trong buổi sáng hôm nay đó là sự thờ phượng bị từ chối. Xin nói theo tôi ạ, sự thờ phượng bị từ chối. Dạ. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 4 từ câu 1 đến câu 7, chúng ta sẽ khám phá có 3 điều đầu tiên được nhắc đến trong thế giới chúng ta đang sống. Và điều đầu tiên được nhắc đến đó là sự thờ phượng. Sau khi Adam, Eva phạm tội, thì đây là sự thờ phượng được nhắc đến đầu tiên trong Kinh Thánh. Cain và Abel là con trai của Adam và Eva. Và chắc chắn Adam đã dạy cho hai người con của mình về sự thờ phượng. Cho nên chúng ta thấy Cain đã dâng của tế lễ, Abel cũng dâng của tế lễ. Nhưng mà của lễ của Abel được Chúa nhận, còn của lễ của Cain không được Chúa nhận. Và Kinh Thánh đã cho chúng ta biết câu chuyện đã xảy ra. Tại sao vậy? Nếu chúng ta đọc thoạt đầu đoạn thánh này, chúng ta thấy dường như có một sự không công bình. Tại sao Chúa nhận của người này mà Chúa không nhận của người kia? Hai người cùng dâng của tế lễ, hai người cùng thờ phượng Chúa, tại sao người được Chúa nhận còn người thì bị từ chối? Quý vị, sáng hôm nay chúng ta hãy làm sáng tỏ cái điều này. Và tôi mong rằng lời của Chúa buổi sáng hôm nay sẽ giúp đỡ cho chúng ta cần phải suy nghĩ lại. Bởi vì không phải những người nói là lại Chúa mà được vào nước thiên đàng. Không phải những người dân của lễ là được Chúa nhận. Không phải là những người thờ phượng Chúa đều được Chúa nhận. Qua câu chuyện này chúng ta thấy của lễ của Cain, sự thờ phượng của Cain đã bị từ chối. Vì sao vậy? Vì sao bị từ chối? Và tôi mong rằng tất cả chúng ta người có mặt ở tại đây buổi sáng hôm nay, không ai trong chúng ta bị từ chối. Khi chúng ta học lấy bài học của Cain, điều thứ nhất mà chúng ta khám phá tại đây, vì sao sự thờ phượng của Cain bị từ chối? Vì sao của lễ của Cain bị từ chối? Thứ nhất đó là sự thờ phượng không bởi đức tin. Chúng ta mở ra ở trong Hebrew đoạn 11 câu 4 để chúng ta xem lời của Chúa. Bởi đức tin, Abel dâng cho Đức Chúa Trời một sinh tế tốt hơn của Cain, và ông được chứng nhận là công chính khi Đức Chúa Trời chấp nhận lễ vật ấy. Cũng nhờ đó, mặc dù chết rồi, ông vẫn còn nói. Điều thứ hai mà chúng ta khám phá ở trong đoạn Kinh Thánh này, để nói lên điều đầu tiên, như tôi đã nói, sự thờ phượng được nhắc đến đầu tiên, và đức tin được nhắc đến đầu tiên, và người được nhắc đến đầu tiên trong đức tin đó là Abel. Abel và Cain, như tôi đã nói quý vị, chắc chắn đã được sự dạy dỗ từ nơi cha của mình là Adam về sự thờ phượng. Và Adam đã học rõ về sự thờ phượng như thế nào. Chúng ta còn nhớ khi Adam và Eva phạm tội, hai ông bà đã làm gì không ạ? Vì lõ lồ, vì sợ hãi trước mặt Chúa, hai ông bà đã làm gì ạ? Đã lấy lá vả, quý vị nói theo tôi, lá vả để che thân. Vì sợ lõ lồ, vì đứng trước sự hiện diện của Chúa, cảm thấy mình lõ lồ, cho nên ông bà lấy cái lá vả để che. Nhưng mà sau khi nói chuyện với Adam và Eva xong, và họ nhận biết cái sai của họ rồi, và họ bị rủa xả bởi vì việc làm sai của họ, Đức Chúa Trời đã làm gì quý vị? Ngài đã lấy da một con thú để mặc lấy cho họ. Đó là hình bóng về một chiên con sẽ bị chết và đền tội thay cho con người. Và chắc chắn Adam hiểu rõ về điều này. Lá vả không thể che những cái yếu đuối và sai trật của họ được. Và chỉ có huyết của chiên con mới có thể tẩy sạch tội lỗi của chúng ta. Và đó là lý do Adam đã dạy cho Cain và Abel biết sự thờ phượng phải lẽ, một sự thờ phượng để được chấp nhận, đó là phải có đức tin ở nơi chiên con của Đức Chúa Trời. Và vì vậy chúng ta thấy không có ngẫu nhiên mà Abel dâng con chiên. Cain được nghe, Abel cũng được nghe, nhưng mà chúng ta thấy Abel đã dâng cái gì? Kinh Thánh nói rằng bởi đức tin Abel dâng của tế lễ tốt hơn của Cain. Bởi đức tin, nghĩa là ông dâng điều đó
ông dâng chiên con bởi đức tin. Điều đó muốn nói rằng ông tin một ngày kia chiên con được Chúa Trời đến để chịu chết thay tội cho nhân loại. Của lễ mà ông dâng lên hoàn toàn là dựa vào sự chết của con chiên. Đó là của lễ mà Đức Chúa Trời chấp nhận. Ông làm điều đó bởi đức tin. Thưa Hội Thánh, à bên dân của lễ tốt hơn không có nghĩa là con bò lớn hơn, con chiên mập hơn, không có phải. Nhưng mà cái chữ tốt hơn ở tại đây muốn nói rằng đó là của lễ mà Chúa đẹp lòng. Còn Ca-in thì dâng điều gì? Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Ca-in đã dâng sinh tế bằng những thổ sản. Những thổ sản là gì quý vị? Là những gì do tay ông làm ra, đúng không ạ? Nói theo một cách bình thường của một con người, những gì ông làm ra, ông dâng cho Chúa, điều đó tại sao Chúa không nhận? Tại sao Chúa không tiếp? Bằng nỗ lực của ông phải không? Bằng công sức của ông mà, ông dâng mà, tại sao Chúa không vu nhận? Ý nghĩa của những cái thổ sản đó là bằng công sức riêng, bằng công đức riêng, bằng nỗ lực riêng của mình để dâng. Và điều đó không phải là điều mà Chúa muốn. Ngày hôm nay có rất là nhiều người cũng đã bằng công đức, bằng sức riêng, nỗ lực, thậm chí còn tu thân ép xác để làm sao dâng lên cho thần của mình những điều tốt nhất. Có biết bao nhiêu sự thờ phượng mà chúng ta thấy họ bằng công đức, bằng công sức chạy hết kiển chùa này tới kiển chùa khác, chạy đến đền này đến đền khác và dâng thật là nhiều của lễ để làm sao vui lòng vị thần của mình. Nhưng thưa quý vị, đó không phải là cách mà Đức Chúa Trời dạy chúng ta về sự thờ phượng. Bởi vì tất cả điều đó nó không có đức tin ở nơi sự chết của Chúa Giê-xu. Điều này làm rõ hơn nhất đó là điều mà đã xảy ra trong gia đình của bên vợ chúng tôi. Tôi đã được nghe vợ tôi kể, tôi đã được nghe chị tôi kể. Gia đình bên vợ tôi đã thờ không phải một thần mà năm vị thần. Hiếu kính không phải một đời nhưng mà năm đời. Mà mỗi lần lại đúng 108 lại, 107 cũng không được. Và mỗi đêm trước khi ngủ họ phải đọc một bài kinh gọi là kinh cứu nạn cứu khổ. Và ba mẹ tôi không có thiếu một cái chùa nào, một cái đền nào ở tại miền Nam mà không đi hết. Và ba tôi là nhà giáo, mẹ tôi là thợ may. Họ rất là cung kính, rất là đạo đức. Nhưng mà quý vị biết, một sự rủa xả đến với gia đình của chúng tôi rất là kinh khủng. Không phải một người con bị điên mà là bốn người con bị điên. Ba mẹ tôi khổ sở rất là nhiều, cũng không thiếu một thứ gì hết. Dường như dùng một cái từ là nắm giò ông này, kéo giò bà kia, làm sao để kêu họ giúp đỡ với. Nhưng mà không ai trả lời hết. Cúng thì không thiếu vật nào hết. Những đồ ngon, những vật lạ đều cúng hết cho các vị thần. Nhưng mà dường như không ai trả lời hết. Cứ từng bước từng đứa con này đến đứa con kia đi vào trong trại tâm thần. Và cuối cùng ba tôi phải ra ngoài trời và nói rằng: Trời ơi, nếu có trời, xin cứu gia đình con với. Cảm ơn Chúa, cái tiếng kêu cứu tuyệt vọng đó đã khiến Chúa sai một người đến để làm chứng về Chúa cho ba mẹ tôi. Và khi làm chứng về Chúa cho ba mẹ tôi, như một người chết chìm giữa biển mà ba tôi đã nắm cái phao đó. Mà thật là ngạc nhiên, ba tôi có hỏi: Chúa Giê-xu đấng gánh hết mọi tội lỗi, Chúa Giê-xu đấng gánh hết mọi rủa xả cho cuộc đời của chúng ta rồi. Bác ơi, chỉ cần tin Chúa Giê-xu thôi, gia đình mình được cứu. Ba tôi thắc mắc và hỏi: Tin thôi sao? Thì người đó nói: Chỉ tin mà thôi, không cần phải cúng thêm nữa, không cần phải đi thêm một cái kiển chùa nào nữa, chỉ tin Chúa Giê-xu thôi, bởi vì Chúa Giê-xu đã làm hết cho chúng ta rồi. Ngạc nhiên không quý vị? Cái đạo gì lạ vậy? Cúng bao nhiêu là đồ mà không được cứu, đi bao nhiêu chùa mà không được hết, chỉ tin thôi sao? Đúng như vậy. Từ khi ba mẹ tôi tiếp nhận Chúa,
anh chị tôi tiếp nhận Chúa thì sự rủa xả đã ngừng ngay lập tức ở trên gia đình của chúng tôi. Nghe có vẻ khó chấp nhận và quý vị, nhưng đó là đạo của đức tin. Cũng giống như dân sinh ngày xưa khi mà họ bị rắn cắn và họ không biết phải làm sao cả. Và đến khi họ la lên Môi-se lần: tôi sai rồi, chúng tôi sai rồi, chúng tôi xúc phạm đến Chúa, chúng tôi xúc phạm đến Môi-se, Môi-se ơi xin cứu chúng tôi với. Thì Chúa bảo Môi-se làm gì quý vị? Hãy làm con rắn bằng đồng mà để trên cái sào và nói với dân sự rằng cứ nhìn lên con rắn đó, các con sẽ được cứu. Nghe cũng vô lý mà quý vị, con rắn làm sao cứu được, con rắn bằng đồng làm sao cứu được những con rắn đang chích họ. Nhưng mà bởi đức tin, họ nhìn vào con rắn bằng đồng đó và ngay lập tức họ được cứu. Con rắn bằng đồng đó là hình bóng về ai vậy? Cái chết trên cái sào đó là hình bóng về ai vậy? Đó là hình bóng về Chúa Giêsu sẽ bị treo trên thập tự giá. Khi chúng ta đặt đức tin ở nơi Ngài, chúng ta được cứu. Khi chúng ta đặt đức tin ở nơi Ngài, chúng ta được tha tội. Đối với những người lý trí, họ không thể chấp nhận được. Nicodem không chấp nhận được. Nicodem không hiểu điều Chúa Giêsu nói. Tại sao? Tại sao phải sanh lại? Tôi phải chui vào lòng mẹ là Chúa đã sao? Chúa Giêsu đã dùng câu chuyện này để nhắc với Nicodem. Ông là một giáo sư, là người lãnh đạo Do Thái. Ông biết rất nhiều về Kinh Thánh. Và khi Chúa Giêsu chứng dẫn cái điều này thì ông biết ngay lập tức. Và một lẽ đạo mà đối với những giáo sư, đối với những người lãnh đạo, đối với người khôn ngoan, họ khó thể chấp nhận. Nhưng mà quý vị ơi, khi chúng ta đặt lòng tin ở nơi Chúa thì sự thờ phượng đó mới là sự thờ phượng đẹp lòng Ngài. Nên buổi sáng hôm nay tôi tha thiết nói với những người lần đầu tiên có mặt ở tại đây quý vị, tất cả sự thờ phượng của chúng ta, nếu đặt đức tin ở nơi Chúa thì đó mới là sự thờ phượng đẹp lòng Ngài. Còn ngoài ra mọi công đức, mọi cố gắng riêng của chúng ta chỉ là vô nghĩa thôi quý vị. Bởi vì qua Chúa Giêsu chúng ta mới được cứu. Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời đến để gánh thay tội cho chúng ta. Và chỉ ở trong Ngài chúng ta mới được tha tội. Chỉ có ở trong Chúa Giêsu chúng ta mới được bình an. Và lời của Chúa nói gì? Những kẻ không có đức tin thì không thể nào ở cho đẹp ý Đức Chúa Trời. Những kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng Chúa là đấng thực hữu và Chúa là đấng hay ban thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Chúa là đấng ban thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Chúng ta thờ phượng Chúa, hãy đặt lòng tin ở nơi Chúa. Chúng ta phục vụ Chúa ở trong lòng tin ở nơi Chúa. Và chúng ta dâng cụ lễ cho Chúa cũng là đức tin chứ không có sự nghi ngờ. Nên xin Chúa dùng điều này nhắc nhở tôi và tất cả ông bà chị em buổi sáng hôm nay. Của lễ của các anh không được chấp nhận. Không được chấp nhận, bị khước từ. Bởi vì đó không phải là của lễ của đức tin. Sự thờ phượng đó không phải là của đức tin ở nơi con của Ngài. Nên tôi mong rằng tất cả quý vị có mặt ở tại đây và tất cả người đang nghe tôi chia sẻ buổi sáng hôm nay, quý vị ơi, nếu chúng ta muốn rằng sự thờ phượng của chúng ta đẹp lòng Chúa, hãy đặt đức tin ở nơi con của Đức Chúa Trời là Chúa Giêsu. Bởi vì đó chính là của lễ mà Đức Chúa Trời đẹp lòng. Điểm thứ hai mà chúng ta được học ở tại đây, của lễ của Ca-in vì sao bị từ chối? Bởi vì sự thờ phượng đó không theo ý Chúa. Như tôi đã nói quý vị, Ca-in có điểm tốt là cũng dân của tế lễ. A-bên dân tế lễ. Nhưng mà của lễ của A-bên là của lễ của đức tin. Sự thờ phượng của A-bên là sự thờ phượng của đức tin. Và không những ở trong đức tin thôi mà làm theo ý của Đức Chúa Trời. Chắc chắn như tôi đã nói ông bà chị em, Ca-in và A-bên đều được dạy dỗ kỹ về sự thờ phượng. Nhưng mà Ca-in thì lại không làm theo điều được dạy dỗ. Ông muốn làm theo ý của mình, thờ phượng theo ý của mình. Tôi có gì tôi làm cái đó. Nhưng mà quý vị hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời của chúng ta là thần. Ngài có sự dạy dỗ, Ngài có sự hướng dẫn cho chúng ta về sự thờ phượng. Và Ngài có sự bảo đảm khi chúng ta làm theo ý của Ngài. Nếu quý vị đọc kỹ trong Kinh Thánh, chúng ta sẽ thấy Chúa dạy từ trong Xuất Ê-díp-tô ký, Lê Vi ký, Dân Số ký về sự thờ phượng. Việc xây dựng đền tạm như thế nào? Ngay cả việc dâng của tế lễ, dâng lửa như thế nào? Việc
khiên hòm giao ước phải là ai khiên? Và quý vị đã thấy trong Kinh Thánh, tôi xin nói sơ qua, hai người con trai của thầy tá lễ Aaron khi dâng lửa chết ngay lập tức. Vì sao vậy? Họ dâng lửa lạ. Ngay cả họ dâng, Chúa không vui lòng, bởi vì họ dâng sai với cái lửa mà Chúa bảo. Ngày hôm nay có nhiều người cũng thờ phượng Chúa, nhưng mà thờ phượng sai cái nguyên tắc mà Đức Chúa Trời dạy. Có lẽ chúng ta không chết giống như hai con trai Aaron, nhưng mà phần tâm linh của chúng ta đã bị mất. Usa khi thấy hòm giao ước sắp sửa bị nghiêng, ông lấy tay ông đỡ. Một hành động rất là tốt, đúng không quý vị? Ông sợ là hòm giao ước sẽ bị ngã, sẽ rớt, ông đỡ. Và Kinh Thánh nói gì? Ông sao quý vị? Ông chết ngay lập tức. Vì sao vậy? Dù là con trai của thầy tế lễ, dù là người thờ phượng, bởi vì cái đền, cái hòm giao ước này ở trong nhà của Usa, ở trong nhà của thầy tế lễ Abinadab lâu lắm rồi, và có lẽ là ông quen thuộc với hòm giao ước này rồi, và ông đỡ đó. Nhưng mà Kinh Thánh nói gì? Không được, không được chạm đến hòm giao ước, đó là thánh. Và Usa chết ngay lập tức. Nhiều người bị sốc trong cái buổi lễ hôm đó vì ông sai nguyên tắc của sự thờ phượng. Ananias và Sapphira ở trong thời Tân Ước, chúng ta thấy hai người bán đất để mà dâng. Quý vị ơi, của lễ họ dâng lên rất là lớn, đúng không quý vị? Nhưng mà Kinh Thánh cho chúng ta biết Ananias và Sapphira cũng chết ngay lập tức. Bởi vì sao vậy? Bởi vì của lễ họ dâng lên không có trọn vẹn. Họ nói dối về cái việc của dân. Tôi muốn chứng dẫn những điều đó để quý vị thấy rằng nếu chúng ta làm sai nguyên tắc của lời Đức Chúa Trời thì sự thờ phượng đó trở nên là hư không. Nên sáng hôm nay tôi muốn mượn lời này buổi sáng hôm nay để nhắc nhở tất cả quý vị hãy cẩn thận về sự thờ phượng Chúa của chúng ta. Rồi khi chúng ta nghĩ ô, tôi dâng điều tốt, tôi dâng, Chúa nhậm lời chưa chắc. Nếu của lễ đó không là của lễ theo ý của Chúa, nếu sự thờ phượng đó không phải là sự thờ phượng theo ý muốn của Chúa, thì nó vẫn bị khước từ. Và tôi mong rằng không một ai trong chúng ta có mặt ở tại đây trong sự thờ phượng bị khước từ. Nhưng mà tất cả những gì chúng ta dâng lên cho Chúa, tất cả những gì chúng ta hành động thờ phượng phục vụ Chúa đều sẽ được Chúa nhậm lời. Có người đã đến và làm chứng nói với tôi rằng: cảm ơn Chúa, thầy ơi, từ khi tin Chúa, em được Chúa biến đổi cuộc đời. Chúa chữa lành bệnh cho em. Và nhiều điều lạ lùng Chúa làm ơn trên em. Có một người cũng đến nói với tôi rằng: thầy biết ngày xưa là bên nhà em, họ cúng một bàn, em cúng hơn bàn rưỡi. Cứ họ cúng tới đâu là em phải hơn họ. Họ cúng sao em cúng quả. Nhưng mà vẫn cứ tiền đâu đi hết rồi. Nhưng mà từ khi tin Chúa, em không phải cúng nữa, em không phải làm gì nữa, Chúa ban phước trên gia đình của em một cách rất là lạ lùng. Và có những người kinh nghiệm sự chúc phước của Chúa trên đời sống của mình, về tâm linh luôn cả về thuộc thể, được biến đổi đời sống của mình. Như chúng ta đã nghe câu chuyện của những người nghiện xì ke đã được Chúa biến đổi. Rồi có những người bệnh tật, bác sĩ chê rồi, nhưng mà khi tin Chúa họ chạm đến sự chữa lành. Nhưng mà có những người họ không chạm đến cái sự chúc phước dư dật về thuộc thể. Chúa có phần phước hạnh thuộc linh, thuộc thể cho chúng ta. Và Chúa là gì? Con Đức Chúa Trời đến để cho chiên được sự sống và sự sống sung mãn. Quý vị nói theo rồi, sung mãn. Ai chúng ta muốn có sự sống sung mãn như lên đây nè? Tất cả đều muốn không ạ? Từ thuộc linh luôn cả thuộc thể. Nhưng mà làm sao để chúng ta được sung mãn, được chữa lành, được biến đổi? Đó là điều mà Chúa đã cho trong cái gối tinh lành của Chúa rồi. Nhưng mà ở trong đó còn có sự phước hành dư dật nữa. Nhưng làm sao để chúng ta không bị thiếu nợ? Làm sao để chúng ta không bị mắc nợ? Tôi thấy có nhiều người cũng đến tâm sự: thầy ơi, cứ nợ. Đời sống phước hạnh về tâm linh có, nhưng mà đời sống thuộc thể thì chúng ta lại không có. Làm sao đây quý vị? Ai trong chúng ta muốn giải thoát ra khỏi điều đó? Xin mở với tôi ở trong lời của Chúa để chúng ta xem Chúa nói gì. Ở trong Ma-la-chi đoạn 3 câu 8 câu thứ 12: người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời được sao? Thế mà các con ăn trộm ta. Nhưng các ngươi nói chúng con ăn trộm Chúa ở đâu? Các con đã ăn trộm một phần 10 và tế lễ phải dâng.
các con bị quyền rủa vì tất cả các con cả nước đều ăn trộm ta. Hãy đem tất cả phần mười vào kho để có lương thực trong nhà ta. Và từ nay hãy lấy điều này mà thử ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các con và đổ phước xuống cho các con đến nỗi không chỗ chứa chăn. Vì các con, ta sẽ ngăn cấm các vật cắn phá hoa quả của đất đai các con và không để cây nho ngoài đồng của các con rụng trái trước mùa nữa đâu. Đức Giê-hô-va phán vậy, mọi nước sẽ cho các con là có phước vì đất nước các con sẽ là đất nước được vui thích. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Nhiều người tại sao không chạm đến cái sự phước hạnh dư dật, sự sung mãn, mặc dù vẫn là người thờ phượng Chúa, mặc dù vẫn là người ở trong nhóm tổ tế bào, nhưng mà tại sao cứ thiếu hoài vậy, tại sao cứ khó khăn hoài vậy? Quý vị, Kinh Thánh có câu trả lời. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta không trung tín, hay nói cách khác hơn Chúa trời, bởi vì các ngươi ăn trộm phần mười và các của dân. Và đó là lý do mà các con bị sâu mối ten rét. Quý vị, có nhiều nói, Chúa con làm hết sức và tự nhiên một phần mười. Quý vị, đây là cách mà Chúa dạy để chúng ta được phước. Tôi muốn nói mà cho này, Chúa không có nhận phần mười đó của quý vị đâu. Chúa cũng chẳng lấy tiền dân nào của quý vị đâu. Nhưng đó là cách mà chúng ta bày tỏ sự vâng lời của chúng ta với Ngài. Khi mà Chúa tạo nên vườn Adam, trong cái vườn địa đàng, Chúa cho Adam, Eva ăn gì quý vị? Tất cả, đúng không ạ? Tất cả mọi thứ cây trong vườn, chỉ trừ có một cây giữa vườn. Để làm gì vậy? Dạ, Ngài muốn để đó để bày tỏ rằng Chúa có thẩm quyền của Ngài ở tại đây. Và Chúa cũng muốn cho họ thấy rằng nếu con vâng lời, con được hưởng tất cả. Nên quý vị, đó chỉ là bày tỏ sự vâng lời của chúng ta thôi. Trong Kinh Thánh từ Cựu Ước đến Tân Ước, không có chỗ nào Chúa nói chúng ta thử Ngài hết. Quý vị đồng ý không ạ? Nhưng duy chỉ có ở trong Ma-la-chi đoạn 3, Chúa nói hãy thử ta. Quý vị có quyền thử. Hãy làm thử đi. Chúa nói rằng hãy thử ta và xem ta có mở cửa sổ trên trời đổ phước xuống đến nỗi không chỗ chứa. Sao chỗ này căng quá hả? Hãy nói bên phải quý vị đi, thử đi. Thử đi nếu bạn muốn chạm đến cái sự phước hạnh. Dạ. Yeah. Tôi cầu nguyện để bài chiên mà tôi đang chăn dắt, không một ai trong chúng ta gặp khó khăn trong vấn đề tài chánh, nhưng tất cả đều được phước trong tài chánh. Amen. Nhưng với quan trọng đó là vâng lời Chúa quý vị, làm theo lời của Chúa, thử Chúa đi. Tôi xin nhắc lại lần nữa là hãy thử Chúa đi. Quý vị, hãy trung tín ở trong phần mười của mình, hãy rơi rộng ở trong sự dâng hiến, quý vị sẽ thấy mùa gặt Chúa cho chúng ta. Tôi đã nghe rất nhiều lời làm chứng của biết bao nhiêu người khi chạm đến điều này, khi họ vâng phục Ngài, khi làm theo lời của Chúa. Không phải là của lễ đúng quý vị, nhưng mà là sự vâng lời. Quý vị amen không tôi không ạ? Không phải là số tiền lớn hay nhỏ, không phải. Chúa không có quan trọng điều đó. Quan trọng là sự vâng lời. Đỉnh cao của sự thờ phượng là vâng lời. Không phải là nhảy múa, không phải là vỗ tay, mà là vâng lời. Khi chúng ta vâng lời, chúng ăn tất cả điều tốt nhất Chúa cho. Và Chúa muốn người thờ phượng là người vâng lời Ngài. Cá ơn đã không vâng lời Chúa. Ông trái lại lời của Chúa, ông muốn làm theo ý của mình. Tôi thích như vậy à, Chúa chịu không? Anh quý vị thấy không ạ? Chúa có thẩm quyền của Ngài khi để cái cây ở giữa vườn. Chúa có thẩm quyền của Ngài mà. Ngài chỉ thử coi sự vâng lời của ông bà tới đâu. Nhưng rất tiếc tổ phụ chúng ta là không vâng lời. Tôi đã từng đi nhiều hội thánh và nhiều quốc gia khi tôi giảng về lẽ thật này. Tôi nói quý vị, nếu quý vị nộp phần 10, nếu quý vị là người trung tín, là người cho đi, là người ban ra, mà quý vị thiếu, xin xé Ma-la-chi đoạn 3. Tôi sẽ chịu trách nhiệm trước Ngài phán xét. Mà cảm ơn Chúa không ai xảy hết. Vì sao vậy? Họ kinh nghiệm được điều này. Họ kinh nghiệm được điều này. Và ai đã kinh nghiệm điều này giơ tay lên nào. Và chúng ta vỗ tay cảm ơn Chúa. Vì Chúa là thành tín. Chúa không hề nói dối. Đúng như điều vợ tôi nói, Chúa không nói dối. Điều chi Chúa hứa Ngài sẽ làm trọn. Nhưng mà có ai dám làm theo không? Ồ, cảm ơn Chúa bài giảng hay quá mục sư ơi. Cảm ơn Chúa lời này rất là hay. Nhưng mà có làm không?
Chúa nói gì? Sự vâng lời tốt hơn của tế lễ. Saul muốn làm của tế lễ để dâng cho Chúa, nhưng mà tiên tri Samuel nói sai rồi Saul. Cái điều Chúa cần không phải là của lễ, không phải là của dân, mà là sự vâng lời. Quý vị, Chúa không đòi hỏi là tiền, không phải đòi hỏi những cái điều đó đâu quý vị, mà là sự vâng lời của chúng ta. Và khi chúng ta vâng lời, chúng ta ăn được các điều tốt nhất Chúa dành cho. Cho nên sự thờ phượng Chúa bị khước từ khi mà chúng ta từ chối làm theo lời của Chúa. Con muốn thế này, con muốn thế khác. Quý vị, chúng ta là con của Chúa. Chúa đặt điều này để xem chúng ta vâng lời Chúa thế nào. Hãy tin tôi, hãy thử Chúa đi. Quý vị, hãy thử Chúa đi. Nếu ai chưa thử thì sáng nay tôi thách thức quý vị, hãy thử Chúa đi. Hãy làm điều Chúa dạy đi. Hãy trung tín trong việc nộp phần 10. Hãy sốt sắng ở trong việc dâng hiến. Gieo ra đi để xem coi chúng ta có thiếu không. Chúa nói Ngài sẽ mở các cửa sổ trên trời, đổ phước xuống đến nỗi không chỗ chứa. Ai trong chúng ta muốn rằng chúng ta sẽ được phước không chỗ chứa cho đây nè? Ai cũng muốn phải không ạ? Hãy làm như quý vị, hãy thử Chúa đi, rồi chúng ta sẽ thấy Chúa thành tín là như thế nào. Và điều thứ ba mà tôi muốn cùng học với quý vị trong buổi sáng hôm nay, đó là khi Ca-in từ chối không có làm theo lời Chúa, ông đã dâng theo cách mình muốn, thờ phượng theo cách mình muốn, không làm theo ý Chúa. Và Chúa nhận của lễ của A-bên. Kinh Thánh nói gì? Mặt của Ca-in sao ạ? Xa sầm xuống. Chúa nói Ca-in làm gì với con? Cái gì vậy? Ông giận lên, không dám giận Chúa, giận thằng kế bên. Mày á, vì mày mà tao không được phước. Thay vì Ca-in phải coi lại tại sao của lễ, sự thờ phượng mình không được phước. Hiểu, nhìn qua thằng kia nó đang hí hửng, cảm ơn Chúa được phước, cảm ơn Chúa ban phước cho con, cảm ơn Chúa chữa lành, cảm ơn Chúa tiếp trợ. Còn mình không có gì hết. Giận lên, Chúa cảnh báo Ca-in, sao vậy? Sao gầm nét mặt vậy? Nếu con làm điều tốt thì ngưỡng mặt lên. Nếu con làm tốt thì con phải coi chừng tội lỗi đang rình đợi con đó, con phải quản trị nó. Nên quý vị cẩn thận nha, đi với ai mà người gầm nét mặt coi chừng á. Xử mình lúc nào không hay á. Ca-in đã được Chúa nhắc nhở. Chúa không có từ chối Ca-in, quý vị nhớ nha, Chúa không từ chối Ca-in, Chúa chỉ từ chối sự thờ phượng của Ca-in thôi. Và Chúa vẫn có cách để dạy Ca-in trở lại. Nhưng mà Ca-in đã đi từ sai lầm này đến sai lầm khác. Một lần Chúa không tiếp nhận của lễ mình, một lần Chúa không tiếp nhận sự thờ phượng mình, thì đâu phải là suốt cả cuộc đời Chúa không nhận đâu. Mình vẫn có cơ hội để sửa lại. Quý vị amen không ạ? Và Chúa đang tìm cách để sửa Ca-in lại. Con ơi, thờ phượng sai rồi, sai cách rồi, sửa lại. Nhưng mà Ca-in đã không có tiếp nhận. Rất tiếc, Ca-in quá chú trọng về của lễ mà quên rằng điều mà Chúa chú trọng đó là con người dân của lễ. Cho nên điểm thứ ba mà tôi được nhắc ở đây đó là người thờ phượng quan trọng hơn sự thờ phượng. Thưa quý vị, điều mà Chúa tìm kiếm không phải là của lễ mà là con người. Trong sách Giăng đồng 4 qua 23, Chúa Giê-xu đã trả lời với người phụ nữ, bà hiểu sai về sự thờ phượng. Bà nói rằng, chúng tôi thờ phượng ở núi này, ở thờ núi kia, Chúa nói không phải. Giờ sắp đến và đến rồi. Khi những người thờ phượng chân thật sẽ thờ phượng cha bằng tâm linh và chân lý. Ấy là những người thờ phượng mà cha tìm kiếm. Chúa đâu tìm kiếm sự thờ phượng, quý vị thấy không ạ? Chúa đâu tìm kiếm của lễ đâu. Chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta có một ban thờ phượng rất là tuyệt vời, dẫn chúng ta vào trong sự hiện diện của Chúa. Sự thờ phượng rất là tốt. Nhưng quý vị ơi, hơn cái sự thờ phượng đó là con người thờ phượng. Chúa không phải tìm kiếm những cái tiếng nhạc ồn ào đâu, mà Chúa tìm kiếm những ai đang thờ phượng thật với Chúa. Và tôi cầu nguyện để hội thánh chúng ta ở tại đây, Chúa sẽ vui lòng vì không phải là có sự thờ phượng tốt, mà có những con người thờ phượng tốt. Amen. Con người mới là quan trọng. Của lễ không quan trọng quý vị.
Người thờ phượng quan trọng hơn sự thờ phượng. Vậy thì người thờ phượng phải là người như thế nào? Như tôi đã nói quý vị, có ba điều đầu tiên là xảy ra trong đoạn kinh thánh này. Rất tiếc, thứ nhất, sự thờ phượng đầu tiên được nhắc tới. Thứ hai, người có đức tin được nhắc tới đầu tiên. Và thứ ba, vụ án giết người đầu tiên được nhắc đến ở đoạn kinh thánh này. Đó là anh giết em. Ca-in đã từ cái chỗ đã sai lầm ở trong sự thờ phượng và ông vẫn tiếp tục sai lầm ở trong đời sống thờ phượng. Thay vì ông quay lại, ông hỏi Chúa ơi con phải làm sao để củ lễ con dâng đẹp lòng Chúa? Chúa ơi con phải làm sao để sự thờ phượng của con Ngài vui nhậm? Chúa ơi con phải làm sao để lời cầu nguyện của con Chúa nghe, Chúa làm ơn? Thay vì như vậy thì ông xây qua em của mình và giết em của mình. Vụ án giết người đầu tiên đã xảy ra tại đây. Bởi vì con người thờ phượng không được chỉnh sửa. Cho nên tôi mong rằng lời của Chúa buổi sáng hôm nay giúp đỡ cho tất cả quý vị hãy nhớ, con người thờ phượng quan trọng hơn của lễ của sự thờ phượng. Có nhiều người cứ nghĩ rằng sự thờ phượng là quan trọng. Không, con người mới là quan trọng. Hãy nói bên phải, bạn mới là người quan trọng trước mặt Chúa. Phật giáo có câu, có những người miệng Nam Mô. Chúng ta biết câu sao đúng không ạ? Miệng nó cảm ơn Chúa, Chúa tuyệt vời, xây qua mày làm cái gì? Người thờ phượng đó. Ô, vô hội thánh thờ phượng rất là tuyệt vời, đưa ta lên vỗ tay, ai cũng thấy ô, người đó yêu mến Chúa. Nhưng ra khỏi nhà thờ, về nhà, bà muốn gì bà? Ông muốn gì? Đó là người thờ phượng sao? Đúng không quý vị? Cho nên người thờ phượng, Chúa nhắc là phải là người luôn hòa thuận với mọi người. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 23 câu 24, chúng ta xem coi kinh thánh nói gì. Một lần nữa tôi muốn cho quý vị thấy rằng Chúa không có quan tâm đến lễ vật, Chúa không quan tâm đến của lễ đâu, Chúa quan tâm đến con người. Vì vậy khi con đem lễ vật dâng nơi bàn thờ mà chợt nhớ người anh em mình đang có điều gì nghịch với mình, hãy để lễ vật đó rồi trở về giải hòa trước rồi hãy đến dâng tế lễ. Quý vị thấy không ạ? Anh đến thờ phượng, anh đến dâng tế lễ mà anh nghịch với ai đó thì của lễ đó không được nhận. Để của lễ đó con, trở về làm hòa trước đi. Đúng không ạ? Giận vợ, giận chồng, tức tối con cái, đến thờ phượng, được không? Những lời chúng ta nói ra nó rất là khó để nói, đúng không ạ? Nên tôi xin Chúa dùng điều này nhắc nhở tôi. Để của lễ đó trở về làm quà, rồi của lễ đó mới được nhận. Quý vị thấy rõ ràng không? Chúa không có quan tâm là bạn đến đó dâng của lễ gì, quan tâm là bạn đã sống như thế nào với người thân của mình, với cha, với mẹ, với vợ, với chồng, với con và với những người xung quanh mình như thế nào. Rồi ở trong Mác đoạn 11 câu 25 nói gì? Khi các con đứng cầu nguyện, nếu có chuyện gì bất bình với ai, cứ cầu nguyện không sao hết á. Phải không ạ? Hãy tha thứ. Chúng ta thấy không ạ? Trước khi con cầu nguyện, trước khi con thương chuyện với Chúa, mà nếu con có bất bình, hãy tha thứ trước. Thì Chúa mới nhận lễ vật của chúng ta. Cho nên một lần nữa tôi muốn nhắc quý vị, có đôi khi chúng ta chú trọng về sự thờ phượng, chúng ta phải thờ phượng thế này, thờ phượng thế khác, nhưng mà quên cái điều quan trọng đó là chính đời sống của chúng ta như thế nào. Để là của lễ chúng ta dâng lên được Chúa nhận, không bị từ chối, không bị khước từ, lời cầu nguyện chúng ta được Chúa nghe và Chúa đáp lời. Cho nên xin Chúa nhắc nhở tôi và quý vị, hãy là người luôn hòa thuận với mọi người. Đừng cố chấp, hãy tha thứ nếu ai đó phạm lỗi với mình. Chúng ta muốn Chúa tha thứ cho mình thì hãy tha thứ cho người phạm lỗi với mình. Và người thờ phượng là người không chỉ trích người khác. Chúng ta còn nhớ câu chuyện có hai người lên đền thờ không ạ? Một người lên nói gì ạ? Chúa, con là người nộp phần 10, con trung tín nộp phần 10 Chúa ơi, con dâng các của lễ hồi hương cho Chúa nữa nè. Chúa, con không giống như thằng bên kia, cầu nguyện mà còn xỉa xối người ta nữa.
thờ phượng mà còn cà khịa với người ta nữa. Quý vị thấy không ạ? Chúa hỏi, Chúa sẽ nhầm lễ vật ai? Còn anh kia nói, Chúa ơi xin thương xót con vì con là kẻ có tội. Chúa nhầm lễ vật ai quý vị? Ủa không, anh thứ nhất, anh nói là 10 mà. Anh nộp phòng 10 kệ anh. Đúng không ạ? Anh không có khoe khoang ở đây. Không có nộp phòng 10 anh vẫn được cứu mà. Nhưng quan trọng, anh thờ phượng mà anh cà khỉa người khác. Mượn lời cầu nguyện để mà xỉ người ta. Ủa tôi trong vọng canh à, tôi là người cầu nguyện mà. Quý vị, vọng canh, tháp canh, quan trọng là bạn là ai? Sự thờ phượng con người của bạn là như thế nào? Anh đó anh khoe, tôi nộp phần 10. Anh đó anh khoe, tôi tốt hơn người bên cạnh. Quý vị, người thờ phượng không phải là như vậy. Tôi ước mong rằng không một ai trong chúng ta là con của anh đó. Tôi muốn nghe chữ amen ạ. Phần của chúng ta là với Chúa, không cần phải cà khịa ai hết đó. Không cần phải xỉa xói, không phải là chỉ trích ai cả. Mỗi người sẽ chịu trách nhiệm trước mặt Đức Chúa Trời. Quý vị amen không ạ? Cho nên đến thờ phượng Chúa, chúng ta hãy tập trung vào Chúa, chứ đừng nhìn vào người khác để đánh giá và xem thường người khác. Người đó không bằng tôi, người đó không hơn tôi. Quý vị, của lễ đó Chúa không có đẹp lòng. Thậm chí có người nói, Chúa ơi con kiêng ăn mà sao Chúa không đáp lời. Vọng canh nha, Chúa cũng đáp lời. Vô kiêng ăn Chúa cũng đáp lời luôn. Dạ tôi không muốn làm cho cô Thu nản lòng, nhưng mà tôi muốn nói điều này quý vị. Không phải người ở trong vọng canh là những người Chúa sẽ nghe lời hết đâu. Nếu chúng ta có thái độ đó, nếu chúng ta dùng từ ngữ này, dùng từ ngữ khác để xỉa xói người khác. Và ở trong Ê-sai nói rằng, Chúa ơi tại sao con kiêng ăn mà Chúa không nhắc đến? Tại sao con kiêng ăn mà Chúa không làm ơn? Chúa nói gì? Vì các con kiêng ăn mà miệng nó bậy. Các con kiêng ăn mà chỉ tay năm ngón người khác. Làm sao điều đó Chúa đẹp lòng? Sự kiêng ăn đúng nghĩa đó là cỡ trối cho những người bị tù, mang bánh cho kẻ đói. Sự kiêng ăn mà Chúa đẹp lòng đó là như vậy, chứ không phải là đứng để mà nói bậy, không phải là để xỉ tai người ta và chỉ trích người ta. Ngay cả kiêng ăn cũng vậy, 30 ngày, 40 ngày Chúa cũng sẽ không nghe đâu, nếu chúng ta vẫn còn sử dụng miệng của mình để lên án người khác. Tôi xin Chúa dùng điều này một lần nữa nhắc nhở cho tôi và tất cả quý vị. Hãy cẩn thận, vì người thờ phượng quan trọng hơn sự thờ phượng. Và điểm cuối cùng đó là người thờ phượng phải là người hiếu kính mẹ cha. Chúng ta mở trong Mác đoạn 7 câu 6 đến 12. Chúa Giêsu đã lên án và cảnh cáo những kẻ đạo đức giả. Ngài đáp gì? Ê-sai đã nói tiên tri về bọn đạo đức giả. Các ngươi thật là đúng. Dân này lấy môi miệng tôn kính ta, nhưng lòng chúng nó xa cách ta lắm. Việc chúng nó thờ phượng ta là vô ích. Đúng không ạ? Hát chứ phải là thờ phượng đâu. Nhưng Chúa nói gì? Giáo lý chúng dạy chỉ là những luật lệ của loài người. Các ngươi bỏ điều răn Đức Chúa Trời mà giữ tập tục của loài người. Ngài cũng nói với họ, các ngươi khéo bỏ điều răn của Đức Chúa Trời để giữ lấy truyền thống của mình. Môi-se đã nói, hãy hiếu kính cha mẹ ngươi. Ai quyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử. Nhưng các ngươi lại bảo, nếu ai nói với cha mẹ rằng những gì con có thể giúp cha mẹ là co ban, nghĩa là lễ vật đã dâng cho Đức Chúa Trời, vậy các ngươi không cho phép người ấy làm gì cho cha mẹ mình nữa. Miệng vẫn thờ phượng Chúa, vẫn đi nhà thờ thờ phượng Chúa, và thậm chí còn phục vụ Chúa nữa. Nhưng mà nói đến phụ cha mẹ, hiếu kính cha mẹ, giúp cha mẹ, không, này con cao ban rồi, con dân mình hầu vì Chúa rồi, con phục vụ Chúa rồi, chuyện của cha mẹ tự lo đi. Chúa nói đạo đức giả, giả hình. Người thờ phượng Chúa không thể nói như vậy được. Lời Chúa nói rằng hãy hiếu kính cha mẹ. Các bạn trẻ, tôi muốn nghe chữ amen ạ. Các bạn nói là các bạn là người thờ phượng Chúa, người phục vụ Chúa, thì hãy nhớ lời Chúa, hiếu kính cha mẹ. Dù mẹ, dù cha chúng ta có sai, có lầm lẫn, có lẫn lộn, có không đúng với mình, nhưng bổn phận là con, chúng ta phải hiếu kính mẹ cha. Đó mới là người thờ phượng. Đó mới là người làm theo lời của Chúa. Cho nên tôi muốn nói với các bạn ở trong ban thờ phượng,
là người hướng dẫn hội thánh trong sự thờ phượng. Các bạn trở về quê hương của mình, hãy nhớ mình đại diện cho hội thánh, nhưng mà phải nhớ làm theo lời của Chúa. Đời sống thờ phượng của chúng ta sẽ phản ảnh ảnh tượng của Chúa trong mọi người. Chúng ta không thể nào nói người ta giơ tay, nói người ta thờ phượng Chúa mà chính chúng ta lại là người không làm theo lời của Chúa. Hãy xây dựng một đời sống thờ phượng trước khi hướng dẫn người khác thờ phượng. Hãy trở nên một người hiếu kính mẹ cha của mình, chăm sóc cho người thân của mình, lo lắng cho người thân của mình. Đó mới là người thờ phượng đẹp lòng Chúa. Chúa là trên hết, và cha mẹ chúng ta là người mà Chúa bảo hãy hiếu kính cha mẹ. Nên tôi mong rằng lời của Chúa buổi sáng hôm nay một lần nữa nhắc nhở chúng ta đừng dùng một cái lý lẽ nào để biện minh cho việc không hiếu kính mẹ cha. Ồ, ba tôi thế này, mẹ tôi thế kia. Đừng bao giờ biện minh cho điều đó. Những người đạo đức giả nói rằng ôi tôi có ban rồi, tôi hầu vì Chúa rồi. Kinh Thánh chỗ nào nói hầu vì Chúa bỏ cha bỏ mẹ? Kinh Thánh chỗ nào nói hầu vì Chúa chúng ta không lo cho người thân của mình? Kinh Thánh chỗ nào nói là người thờ phượng Chúa sẽ bất hiếu với cha mẹ, được phép làm điều đó? Không có. Cho nên hỡi các bạn trẻ, hỡi những người còn cha còn mẹ, hãy nhớ lời của Chúa. Người thờ phượng Chúa phải luôn hòa thuận. Người thờ phượng Chúa không chỉ trích người khác. Và người thờ phượng Chúa phải hiếu kính cha mẹ của mình. Tôi mong ước lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở cho mỗi người trong chúng ta. Rất tiếc Ca-in là người thờ phượng, nhưng ông đã đánh mất chính mình. Ông đã không có nghe theo lời của Chúa dạy về sự thờ phượng. Ông đã dâng của lễ sai, ông đã thờ phượng sai, và ông làm thậm chí dẫn mình đến một chỗ sai khác nữa. Đó là không giữ mình, không sửa lại mình, và thậm chí ông đã giết người. Quý vị vẫn chưa quá muộn. Nếu buổi sáng nay có ai đó trong một quý vị những ngày qua chúng ta chưa đặt đức tin của mình nơi Chúa, thì đây là cơ hội để chúng ta đặt đức tin mình nơi Chúa. Nếu ai đó trong ngày qua chúng ta đến đây thờ phượng Chúa mà chưa làm theo lời Chúa, thì đây là cơ hội để chúng ta bước đi trong lời của Chúa. Và có ai đó trong một quý vị những ngày qua chúng ta chỉ tập trung vì của lễ, chúng ta chỉ tập trung vì sự thờ phượng mà quên rằng chúng ta phải chỉnh chu đời sống thờ phượng. Ở trong hội thánh cũng như đi ra khỏi hội thánh, chúng ta là người thờ phượng. Chúng ta là người mà Chúa tìm kiếm. Quý vị vẫn còn cơ hội cho chúng ta sáng hôm nay. Tôi cầu nguyện và mong ước rằng những người nghe sứ điệp buổi sáng hôm nay sẽ là những người được Chúa vui nhậm về đời sống của mình. Chúa không từ chối một ai trong vòng chúng ta ở tại đây. Sự thờ phượng Chúa của chúng ta là sự thờ phượng đẹp lòng Chúa. Và tôi cũng mong ước là những người nghe sứ điệp sáng hôm nay, quý vị ơi, vẫn còn có cơ hội để sửa lại. Ca-in đã không sửa, ông đã đánh mất đi phần phước hạnh, không những cho ông mà cho cả dòng dõi ông. Dòng dõi Ca-in dường như không được nhắc tới nữa. Dòng dõi thứ ba được nhắc đến, đó là dòng dõi của Sết, dòng dõi của kính sợ Chúa. Nên tôi mong rằng lời này nhắc nhở cho tôi và tất cả quý vị, không phải cá nhân mình đâu, nhưng mà mỗi chúng ta. Nếu chúng ta là người thờ phượng tốt, là người thờ phượng đúng, chúng ta sẽ có một dòng dõi thờ phượng đẹp lòng Chúa Trời. Chúa ban phước cho quý vị.